Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với Ban soạn thảo Tổ biên tập xây dựng nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, cơ chế DPPA. Dự thảo lần một của nghị định về cơ chế DPPA đã được xây dựng và đang hoàn thiện, bao gồm 8 điều, gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc giao dịch giữa các đơn vị, Việc mua bán điện của đơn vị phát điện thông qua thị trường điện giao ngay, mua bán điện và thanh toán giữa khách hàng và đơn vị bán lẻ điện, hợp đồng giữa khách hàng và đơn vị phát điện, trách nhiệm thực hiện, hiệu lực thi hành. Tại cuộc họp, các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập đánh giá việc xây dựng nghị định của chính phủ quy định cơ chế DPPA nói riêng và hoạt động xây dựng văn bản chính sách pháp luật nói chung của Bộ Công Thương thời gian qua đã được tổ chức thực hiện bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hùng Duyên nhấn mạnh, việc xây dựng quy định về cơ chế DPPA được chính phủ, thủ tướng chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Do vậy, nghị định cần được xây dựng theo hướng đủ điều kiện áp dụng được ngay vào thực tiễn, không làm theo hướng nghị định khung, nghị định ống để tránh việc sau khi ban hành nghị định lại cần chờ đợi ban hành thêm các văn bản hướng dẫn dưới nghị định. Bộ trưởng Địa Nguyễn Hồng Duyên đề nghị ngay sau cuộc cả họp, cả các, các thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho dự thảo nghị định và gửi về cơ quan thường trực trước ngày 12 tháng 4 năm 2024 để hoàn thiện trong ngày từ 12 đến 15 tháng 4 và công khai lấy ý kiến đối với dự thảo lần 1 trên cổng thông tin điện tử chính phủ và cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương theo đúng quy định.